có cái loại viên uống nào mà tái tạo sụn và tăng chất nhờn cho khớp tốt không hả dược sĩ? Nếu như mà cô bác anh chị đang mong muốn tìm kiếm một cái loại viên uống để giúp cho mình tái tạo cái sụn khớp và tăng cái chất nhầy cho cái sụn khớp và nhằm để mà mình cải thiện các cái tình trạng chẳng hạn như là mình bị khô khớp này, khớp keo lục cục này và bị tràn dịch khớp, hoặc là các cái cơn đau nhức về xương khớp, thoái hóa khớp này, và nó khiến cho các cô bác các anh chị sẽ cảm thấy là mình khó khăn trong cái việc là mình vận động này, mình khó khăn trong cái vấn đề mình đi lại này, thì nó là một trong những cái trường hợp là mình cần phải bổ sung glucosamine. Thì ở đây dược sĩ có cái loại glucosamine sunfat, nó là một trong những cái sản phẩm mà anh chị cô bác đã nghe rất là nhiều lần, và đây nó là một trong những cái loại sản phẩm nó thông dụng và nó phổ biến, rất là nhiều người đang sử dụng. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thấy rằng là trên thị trường nó có rất là nhiều những cái loại glucosamine khác nhau. Vậy thì có thể làm như thế nào để mình lựa chọn được một cái sản phẩm phù hợp để mà mình điều trị được cái tình trạng bệnh một cách là đúng đắn nhất trong cái trường hợp này? Thì trong ngày hôm nay, dược sĩ Diễm Thúy sẽ chia sẻ cho cô bác và anh chị cũng như là gì, giúp cho cô bác và anh chị mình tìm ra mình lựa chọn những cái sản phẩm nào phù hợp. Glucosamine nó được chia ra thành hai loại, đó là glucosamine HDL và glucosamine sunfat. Glucosamine sunfat thì nó có cái hoạt chất là nó chống viêm mạnh hơn cái HCL. Và nếu như mà mình cần phải chọn một cái sản phẩm nó có cái khả năng mà nó chống viêm và nó hỗ trợ điều trị cái xương khớp của chúng ta nhanh hơn, thì cô bác anh chị nên chọn cái glucosamine sunfat, nó là tốt nhất. Tuy nhiên, khi mà mình tìm được một cái sản phẩm glucosamine á, thì trong cái trường hợp này mình cứ thắc mắc rằng là mình tìm cái loại sản nào và nhiều như vậy thì mình uống loại nào, uống cái loại nào phù hợp. Glucosamine mà Glubimid này này thì nó, vì tại sao là Diễm thấy là tâm đắc ở cái dòng này, bởi vì nó hàm lượng glucosamine nó tới là gì, 789 mg kết hợp với lại gì ạ, 300 mg sụn cá mập, một cái hai cái thành phần mà nó kết hợp một cái bộ đôi, mà hồi xưa dược sĩ phải uống là một viên glucosamine riêng, một viên là sụn cá mập riêng. Thì bây giờ trong một cái lọ glucosamine Glubimid này này, nó hàng nhập khẩu chính hãng của Mỹ và nó vừa có một cái thành phần là glucosamine, vừa thêm một cái thành phần nữa là sụn cá mập, kèm theo là nó có thêm là MFM, nó có thêm chondroitin, nó có thêm nhiều cái thành phần khác nữa, nó hỗ trợ và nó tái tạo cũng như là giúp cho cái xương khớp của chúng ta một cách tốt hơn. Cho nên khi mà chúng ta bổ sung á, thì chúng ta gì à, nên chọn cái sản phẩm nào nó mang lại cái hiệu quả, thì dược sĩ là mong muốn rằng khuyên là mình chọn cái sản phẩm là glucosamine sunfat này. Đối với những cái dòng mà sản phẩm như thế này giúp cho chúng ta tăng được cái hiệu quả gấp đôi so với những cái dòng điều trị thông thường khác, và đương nhiên là chúng ta cũng sẽ cần kết hợp thêm một trong những cái số hoạt chất khác để nó đảm bảo về cái hiệu quả và an toàn cho cái người sử dụng. Nếu như mà cô bác mà cần phải tư vấn những cái vấn đề hoặc là cần phải sử dụng những cái sản phẩm này thì mình đừng quên hãy gọi điện trực tiếp cho dược sĩ Diễm Thúy qua Zalo là 0399847979, hoặc là cũng có thể là inbox ngay trên fanpage của Diễm Thúy Dược Sĩ Gia Đình để mà có thể là cập nhật thêm những thông tin cũng như là được dược sĩ tư vấn và mình nên chọn cái loại nào. Đừng để cái khớp của mình bị thoái hóa quá mức, nó dẫn đến cái việc là điều trị khó khăn hơn sau này. Hãy phòng bệnh hơn khi mà mình chữa bệnh, và ngay trong lúc này chúng ta cũng có thể tìm hiểu những cái giải pháp mà nó không dùng thuốc và dùng thuốc để mà giúp mình cải thiện ngay lập tức những cái triệu chứng của mình và ngăn chặn những cái bước tiến triển mà nó làm cho cái tình trạng bệnh của chúng ta nặng hơn.